Xót xa hai cha con nghèo sống trong căn chòi tạm bị thanh niên mất lái va vào khiến người cha không qua khỏi. Dưới mái tranh nghèo, hai cha con không người thân thích, gà trống nuôi con. Ban ngày người cha đi làm mộc kiếm tiền cho con ăn học. Tối về nhà hai cha con lại thủ thỉ cùng nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nương nhau mà sống. Cha thường hay dạy em rằng, nhà dù nghèo cũng được nhưng phải sống sao cho đàng hoàng. Thế nhưng cuộc đời lại không chịu sống đàng hoàng với cậu con trai 12 tuổi. Chỉ vì thú vui phóng xe bạc mạng trên đường phố, một nhóm thanh niên đã mất lái lao thẳng vào căn chòi của hai cha con. Người cha đã ra đi mãi mãi, để lại em một mình trong căn chòi trống trải. Ngồi nép bên ghế đá, em nhìn các cô, các chú phụ lo tang sự cho cha mà khóc cạn dòng nước mắt. Đau xé lòng nhưng không còn biết nương tựa vào ai. Chỉ sau một đêm choàng tỉnh dậy, em đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cộng đồng mạng sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của em đã không khỏi xót xa. Nhiều người đã hỏi thêm về thông tin liên lạc cũng như địa chỉ nhà em để hỗ trợ em phần nào trong cuộc sống. Bên cạnh đó, rất nhiều người đã lên tiếng thể hiện sự bất bình trước hành vi lao xe trên đường của các thanh niên đủ đầy cha mẹ. Để cho một đứa trẻ giờ đây lạc lõng giữa dòng đời, một bài bình luận được mọi người để lại. Cuộc đời luôn bất công với những mảnh đời bất hạnh, chỉ mong sao cuộc đời trả lại một chút tử tế cho em. Không phải là em mất đi một nửa thế giới, mà là cả thế giới đã sụp đổ đối với em. Xin chia buồn với em, mong rằng cuộc đời hãy dịu dàng hơn với tâm hồn em.